Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay cái series S3 của mình nay đã được ngày 11 rồi nè. Mình cũng vừa điểm danh xong. Và đương nhiên thì mình sẽ nhận những cái phần thưởng như hôm nay như thế này. Mấy cái này mình đã nhiều lắm rồi, cho nên mình sẽ không lấy nó nữa nha. Thì em sẽ lấy UD, mình lấy những cái này thức tỉnh mình cũng quên rồi. Cho nên cái này làm nó gần xong hết rồi. Rồi thì đây anh em nạp bên lậu thì anh em nào muốn nạp bên lậu thì IP cho mình nha. Yên tâm, uy tín 100%. Và hiện tại đây cũng vẫn đang có cái gói kia luôn anh em, nạp bên server Việt luôn nha. Việt vẫn lặn lậu luôn. Bên server Việt sẽ có nạp chiết khấu cho anh em. Và server lậu sẽ có nạp tệ giá ưu đãi nhất cho anh em luôn nha. Rồi bây giờ không nói nhiều, mình sẽ vô tới ngày hôm nay. Sau khi mình làm hết tất cả mọi thứ thì nó đã full hết rồi. Từ tẩy luyện cho tới cái này cái kia thì tôi đã làm gần như full rồi nè. Nhưng mà nói chung là BK hôm qua anh em đã thấy rồi, tới hôm nay vẫn chưa thay đổi được gì. Nó vẫn không có gì thay đổi, nhưng như đã kêu đồ này kia rồi nè. Thì mình đã nói rồi, sau khi mà mình làm tất cả mọi thứ thì mình quánh cũng vẫn không lại cái thằng này. Thằng này tới giờ nó vẫn chưa đụng mình, tới giờ nó vẫn không còn quýnh mình anh em. Cho nên thì bây giờ đang khay mình chơi đó thôi, nó tới 3 tỷ mốt mình cũng không thể nào lợi nữa nha. Đây mình tiếp tục quánh với nó nè. Và tem thì nó thì gian vậy nha, ý kiến tới mình thôi, khác nhau ở cái cách ship tem thôi nè, tem đồ này kia các kiểu thôi, chứ nó ngoài ra là nó đều như nhau cả. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái trận đấu này. Anh em xem xong cái trận này xong rồi mình tính khác luôn. Đây, cái như khi mà mình làm hết tất cả mọi thứ mà nó không được nữa, chỉ có cách duy nhất là xây tem anh em. Còn cứ giữ như vậy vài thì không được. Tại vì cái server này anh em biết là đầu tư thẻ biến hình khủng quá. Thẻ biến hình của tôi là full thôi, vừa full kiểu các nước thôi, còn mấy ổng là dạng full thần quá rồi. Cho nên bây giờ mình làm mọi thứ vẫn thua được chiến là anh em hiểu rồi chứ. Làm mọi thứ mà vẫn thua được chiến thì không còn đường nào phản nữa chứ. Tay mình bây giờ cũng cứng rồi chứ phải yếu gì. Cứng gấp rồi. Chung chơi được rồi. Nhưng mà mấy ông này không phải cùi. Cái này công nhận cứng cựa hơn mình nữa chứ không có, không còn cùi nữa. Cái này bây giờ mình quýnh không có đủ đam thì mình vẫn thua ha. Ok. Mình tỷ lệ thắng vẫn có nha anh em, nhưng mà vẫn đôi khi vẫn thua, không biết bằng một cách nào đó thì bây giờ nó vẫn gọi là thua. Vẫn gọi là thắng, không biết sao mà tự nhiên mình vẫn thắng nha. Tỷ 7 mình quýnh với lại 3 tỷ mốt và vẫn win bình thường, anh em thấy không? Win bình thường. Tiếp tục. Cho em coi thêm phát nữa. Nếu mà 3 lần mà thắng 3 lần thì không thể gọi là hình xui được, chỉ có thể là áp đảo thôi. Đó, bây giờ này mới gọi là hình xui nè ha. Ok, thì cái này 3 lần là mình coi như là mình thắng 2 thua 1. Bây giờ quánh bấm tiếp thêm lần nữa thì sao mình không biết. Bây giờ mình sẽ lôi con bài mình ra ha. Bữa mình nói rồi, khi mà mình làm full tất cả mọi thứ gì ra cái lượng, từ tẩy luyện, từ đá, từ này nọ, mà không được á, mình sẽ xây một con tướng bí ẩn. Và tới hôm nay mình mới tiết lộ cho anh em đây. Mình cũng đã chuẩn bị rồi nè. Đó là vị tướng Tào Tháo. Không thể phủ nhận được cái sức ảnh hưởng của Tào Tháo trong cái tem. Chí Thánh Dương Ấn Lượng thật ra là hợp nhất là với Tào Tháo như này. Mà đúng là Chí Thánh Dương Ấn Lượng phải là build 4 mới chuẩn bài. 4 tới 5 là mạnh nhất, cái mốc mạnh nhất của Chí Thánh Dương Ấn Lượng. Tem vừa châu mà vừa có đam, mà vừa có kích nộ, vừa có các kiểu bút méo được các kiểu luôn. Là build chuẩn nhất của Chí Thánh Dương Ấn Lượng là phải là build 5, gọi là tem chuẩn và cứng nha. Còn những cái tem build 3 mà gọi là mạnh á, mấy ông đã từng thấy ở bên server Việt á, thì chỉ có một câu để tôi diễn tả với mấy ông thôi, đó là ông Trình. Do cái ông kia ông đầu tư quá nhiều rồi so với những cái ông này, cho nên là nó bị ao sổ, ao này ao nọ các kiểu, chênh lệch nhau nhiều thứ. Cho nên đây mình nhìn thấy những con Chí Thánh chơi cất lượng build 3 đó ở bên server Việt hay là server nào mình không biết, nhưng mà đó là do ao cái này ao kia. Chứ mà khi mà nghe với nhau, hoặc là có thể mình thua người ta chút xíu á, mình lật được á, thì đó mới gọi là cái tem chuẩn. Còn cái tem mà gọi là build 3 mà gặp mấy ông kia cũng kiểu yếu không,
Khi nào mà anh em thấy mà cái tem build 3 chiến thánh chất lượng hoặc là một cái meta nào nó mạnh mà đụng với top server như kiểu thiên rồi đó mà win được mấy ông đó thì anh em mới gọi là những ạc đó là build 5, là build 3 là chuẩn nhá, qua mạnh nhá. Còn nếu nghẹt mà dạng yêu ít á, mà mạnh á, thì chỉ có đô la thằng trưởng thôi. Mình nói anh em cho nó nhanh, đô la thằng trưởng thôi anh em à. Rồi hôm nay mình sẽ xây qua Tào Tháo cho anh em xem. Đây là một cái tem build 3 là hợp lý nhất, mạnh nhất của gia cát lượng luôn rồi đó. Là build 3 thôi nha. Còn build 4, build 5, build 6 là cũng có Tào Tháo trong đó, nhưng mà phải thêm những con thứ khác vô. Nhưng mà phải điều đầu tiên anh em cần phải làm cái gì không? Là phải có điều tài nguyên. Bây giờ con ạc tôi là bởi giờ tôi xây bấy bá là mấy ông thấy là tài nguyên không thể nào có được. Ngay bây giờ mình sẽ cho Tào Tháo vô ha. Mình không cần làm gì chứ, chỉ cần cho nó vô thôi. Chết sống gì kệ đó, chỉ cần tung chiêu là được. Tung chiêu là được rồi nha. Sống chết thì cũng được, nó chết càng tốt anh em. Tại vì đại kiều mình cũng đâu cần nó bút máu đâu. Nó chỉ cần tung cái ngự giáp cho chiến thánh chất lượng được chắc. Bây giờ tôi đã bổ sung cho chiến thánh chất lượng rất thiếu rồi. Cho nên khả năng chết sắc ở lượt đầu tiên mà người ta tung chiêu là rất là thấp. Đó, bây giờ Tào Tháo đã vô team rồi ha. Bảo vật đồ đạc của bắp. Tiếp thì mình y ghen vậy ha. À, anh em thấy chưa? Và bây giờ nếu mà nói về chiến pháp của Tào Tháo này á, chuẩn nha, bị qua nha. Thì anh em phải lấy luôn cái bến bất ngờ, và tôi cũng đã lấy rồi. Để nó không có đủ tướng. Rồi, thêm một cái bộ cẩm nang, thêm một cái chiến pháp phù nhỏ có phải báo cho nó nữa. Và nó sẽ là một quái vật good cho gia cát lượng luôn. Rồi, cần thiết nữa anh em, bỏ cái thắc khiếu, bỏ cái chiến pháp hồi nãy mình đang xài là cái chiến pháp này là bỏ của Tào Tháo ra luôn. Để cho đi một cái bộ này nè. Đó, nhưng mà bây giờ mình không có đủ điều kiện để mở làm cho anh em xem thôi. Chỉ coi ngày mai mốt về tôi gánh gánh rồi tôi bán cái gói định tôi mở phát tôi làm cho em không có bộ siêu mạnh luôn. Nhưng mà bây giờ đang thiếu tướng thì chịu ha. Rồi bây giờ sau khi xong tôi sẽ cho mấy ông coi cái bút của Tào Tháo đó. Ở phiên bản Việt Tào Tháo khác và ở phiên bản này là Tào Tháo khác nha. Đại kiều đúng là vẫn chơi được nhưng mà phải là build 3, build 4, build 4, build 5 á mới chơi được đại kiều. Chúng mình chơi build 3 này chơi đại kiều yếu chịu luôn. Mình sẽ BK cho anh em xem những cái ông hôm qua mình đã từng BK thua. À, mình sẽ BK từ top 40 lên tới top 30 cho anh em xem ngày hôm nay BK cho nó đỏ luôn nha, không làm gì ngoài BK hết. Thua thì thua, thắng thì thắng, nhưng mà ạc mình lại đang thua 500 triệu lực chiến từ ạc hết. 2 tỷ 4 với lại 1 tỷ 7 nè. Đó, là 700 triệu luôn á nha. 700 triệu. Và anh em thấy mà khi mà mình yêu khác biệt với mọi người còn lại á, thì đã thấy nè. Cái sự khác biệt Tào Tháo với lại Đại Kiều hay là Tôn Thượng Ngương hay là gì đó. Mình không thể nào dịch được tiếng cho anh em chứ mà mình dịch được ha. Đọc một thiên phú ở bên này. Cái ghế bên phiên bản bên này đi chống mà nó khác sao. Chả mang luôn đi. Em nhìn điểm cộng dồn của và cái con dí thấm của tôi ông mấy ông cứ đi từng chặn đi nha, lúc nào nó cũng thần biến nhanh hơn người ta hết trơn á, lúc nào cũng vậy hết chứ không phải riêng này nó thần biến. Em thấy con chí thánh tôi giống hắc không? Em thấy chí thánh tôi giống hắc chưa? Chưa gì hết là nó đã thần biến rồi, người ta mới ẩn sĩ thôi là tôi đã thần biến rồi. Bây giờ có đánh bất ngờ là ngon rồi nè, bứt phát ngon luôn. Bên dưới lại mình đang có con chanh nữa đó mấy ông. Đúng một phát thôi là muốn le lử rồi. Rồi một phát nữa thì câu men thì hú hù hú hù hù hù. Ổng me Canada thì nó có đồng chạch hả ta? Nó cái pha đó mình quýnh nó không chết ta. Quýt nè. À, mình có thắc khiếu cho nên nó có thằng biến, mình có ngán nghe anh em. Đây thắc khiếu mà mình đâu có lo đâu. Cái trăm triệu lực chiến tính cũng ngang ngang nhau chứ đâu có thua gì đâu ha. Giờ tới tao quánh nè, né nè.
Tên là né của mình hình như lên tới 100%. Tên là né hình như lên tới 100%. Cái này trúng. Là chết. Ôi thua con ngàn này. Bây giờ mình bay cao lại vẫn win nha, chứ không phải không thua, chưa chắc thua đâu. Tại vì nãy nó bị né đó. Bây giờ tôi sẽ bỏ qua cho mấy em. Tôi sẽ bỏ qua cho mấy em coi. Xui thôi, nãy do xui đó mấy em. Cái pha nó dính con chí thích rất lượng đi. Cái nữa cho mấy em coi. Nhưng mà cái trận này cảm giác như nó là sao á. Đây nè, cho mấy ông xem lại thêm một phát nữa nè. Chưa, cái trận đó nó hơi sao đó. Với lại tôi cũng chưa có chỉnh cái cẩm nang lại, nhưng mà chỉnh cẩm nang lại ok còn dễ hơn, ok hơn, nhưng mà thôi từ từ mà tôi sẽ cho mấy ông coi một cái tem mà gọi là siêu mạnh. 38 nè, hôm qua mấy ông xem là con chí thánh tôi giống kiểu gãy ngứa đúng không? Nay không có đâu, nay là không có gãy ngứa đâu. Với vật Tào Tháo. Chứ tôi sẽ cho mấy ông xem những cái kèo mà đánh mà tới hơn 1 tỷ luôn. Bây giờ 700 triệu ăn thua gì. Bây giờ là chưa có chiến pháp đánh bất ngờ. Mà nó mà có đánh bất ngờ nữa thì mình sẽ thấy một cái combo gọi là siêu đam. Có đánh bất ngờ mấy ông này chỉ có một. Ờ chí thánh bên kia nó ngáo còn hơn chí thánh tôi nữa kìa mấy ông, nó đã thằng biến rồi. Chết mày rồi, thua rồi. Nó đã thằng biến ở ngay lượt 1. Còn mấy ông thấy không, bữa giờ chí thánh tôi có đụng thằng nào mà chết đâu. Có đụng thằng nào mà chết đâu. Bữa nay tự nhiên Tào Tháo vô búp mấy ông thấy không, quýnh phát một thằng kia lật luôn. Nhưng không sao, tôi chắc mình đã thua. Thằng biến thì mình cũng thằng biến theo chứ có gì đâu cả. Búp cho anh đi cưng. Búp. Đó. Vừa có nộ vừa có đam. Nè. Quýnh anh hơi nhẹ. Một em ra đi. Ai Kiều đi dưới chí thánh nè. Quên đi anh em. Tôn Tử Hương đi chí thánh nè. Bỏ luôn đi anh em. Chỉ có Tào Tháo thôi. Tào Tháo mới là một combo mạnh nhất đi với chí thánh nha. Ở build 3. Build 4 thì sau này thì mình nếu mà mình lên build 4 anh em sẽ thấy mình kết hợp thêm một thêm build 4 đi chí thánh sẽ rất là mạnh. Có thánh mà gặp chí thánh thì khóc thôi. Anh gán cái tuyệt chiêu long dịch của mía của anh đi. Hấp thằng biến để mấy ông. Em không thấy Tào Tháo nó búp vào thằng biến lẹ chưa? Bây giờ Tào Tháo chết là biến liền luôn, không nói nhiều. Rồi xong. Rồi mà nó biến rồi thì bên kia đỡ kiểu gì? Búp nữa nè. Thì Tào Tháo nó có chi kích đi chăng nữa thì búp được thêm mấy phát nữa. Nhưng mà có kịp búp hay không? Kịp búp hay không mới quan trọng nè anh em. Sao quýnh con cái vậy? Hình khô à? Chí thánh hiền khô mà nó quýnh con cái à. Nhưng không sao, quýnh cái thì lực ổng rồi. Mấy em này ổng chơi con lăn qua chí quá ha. Nhưng không sao, đi với cái combo này thì nó vừa mạnh mà nó vừa có nộ nữa. Anh em thấy nhìn con chí thánh mình có bao giờ mà nộ nó thiếu đâu. 30-40 không đó. Ý tôi không xài tham lan đó nha. Tôi xài tham lan là lên tới 5x, 6x nọ. Mộng Yển Xiu Luo. 100% né chiêu mà. Lo. Chỉ sự năng thành. Gì vậy? Hết. À đúng rồi, Tào Tháo chết, xong rồi con Gon chết nữa. Tào Tháo lực quá. Anh em thấy combo này đam nhiều không? Chẳng qua team mình thiếu thủ á, tại vì build 3 mà, chiến thắng build 3 nó đâu có được nhiều đâu. Tôi rất là thiếu thủ. Đó bởi vì build chuẩn của nó là phải là build 4 hoặc build 5 anh em. Build 5 là chuẩn nhất rồi. Đam đâu thiếu đâu, hôm qua anh em thấy thiếu đam trầm trọng. Hôm nay là đam thừa. Nên tôi tìm cái kèo là có chiến thắng thôi, tôi dứt cho mấy ông coi.
Ai Chí Thánh Tôn Thượng Hương này, mấy ông coi giữa Tôn Thượng với lại Tào Tháo rồi hơn tỷ nha, hơn tỷ lực chiến nha, thì tôi không nói xạo thiệt, hơn tỷ lực chiến, phú rồi này kia là chắc chắn hơn, sổ thẻ rồi này nọ ông hơn chắc luôn. Tại vì bây giờ mình làm anh em biết mình đã là cố gắng làm hết tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà lực chiến không thể nào mà lên bằng 2 tỷ được luôn á, từ tẩy luyện tinh luyện đồ này kia là tôi lụm hết rồi mà không lên nổi. Là bây giờ tôi chỉ đơn giản một diễn cảnh duy nhất mình cũng build ba mà người ta cũng build ba, vậy thì có một đường duy nhất đó là mình thua thẻ biến hình thôi. Để nó mấy ông thấy nó bút, nó bút bay con đôn luôn á, đôn thở oxy với nó luôn, mấy ông thấy không, hôm qua là gãi ngứa đôn không mà bữa nay là quýnh con đôn là khóc tiếng miên luôn á. Và chuẩn bị thằng biến rồi đó mấy ông. Bây giờ nó búp thêm phát, 2 phát nữa thôi. Có đánh bất ngờ là nó búp được 2 phát nữa thôi là nó chết, cái là đẹp. Không được này, khỏi cần chết. À, Tào Tháo tôi thằng biến thì vui chứ. Nâng thằng âm nộ quýnh đã chưa, tàu một xíu nữa thôi thương nó đi luôn rồi. Rồi càng tốt, mình đang cần cái kia điều này nó xảy ra mà mình đang cần ở đây, bắt đầu chơi nó nè, chơi. Nghe nói bạn cũng lực lắm đúng không? Đó mấy ông thấy không, hơn 1 tỷ lực chiến con Chí Thánh tôi nó đã một phát một đã đi luôn, không có nói nhiều lời đi. À, tôi cho mấy ông coi đồ ông này không có dân dừa dữ dữ không đó, ông này ông tập trung vô sổ kẻ hay gì bằng một cách nào đó. Thằng luyện cũng tiêu đá nhiều khi ông không có luôn á, tẩy luyện ông còn chưa tẩy nữa nè, ông chơi full thể biến hình trước luôn anh em, ông này vẫn bình thường. Đó đa mẫu vẫn thua mình đẹp vậy, nhưng cũng hơn mình thẻ hay sao á, tin thì cũng giống giống nhau thôi, và một cách nào đó thì chiến cũng hơn mình quá. Ủa sao giờ xuống 2 tỷ 7 nè, ở 2 tỷ 7 đúng rồi, mình có 1 tỷ 7 chứ nhiêu mình cũng yêu ba rồi, tôi xin lên cái kèo 1 tỷ mấy lực chiến luôn. À, ông này là 2 tỷ 9 nha, 2 tỷ 9 hơn 1 tỷ 2 lực chiến nha. Bình thường tôi quýnh nó có lợi mấy ông này đâu, nhưng mà bây giờ dục con tướng bí ẩn của tôi vô là mấy ông thấy là nó sẽ rất là mạnh. Tào Tháo này nó chỉ vô để phục vụ cái gì chết, nhiệm vụ của nó là chết thôi nè, chết với bút. Bánh đồ cái một đồ không thở, sức quẹt cái vô rồi xong, sắp thăng biến yên la tản luôn. Thăng biến là siêu lẹ luôn, không sao bây giờ đứng nhìn đi, cho anh búp lát đi, nhìn anh búp thôi, đứng nhìn thôi, búp cho anh đi, anh nhìn một lượt lượt chuyển lên đường. À. Em ơi xa quá em ơi, đường đi hôm nay. Em thấy chưa, thấy sự khác biệt chưa, nó mạnh phải nồi rồi. Còn ông này quýnh tôi bữa giờ nè, 31 nè, hồi nãy là tôi cho mấy ông xem những cái trận trước khi mà đổi Tào Tháo là còn đại kèo á, và cái kèo đó là cái có thắng có thua đúng không, trong khi tôi thì con em xem hồi nãy cái chất lượng mình đánh đâu có vô đam đâu. Em mình không có gì ngoài nộ, ông Gil không xài khí định nữa, không xài khí định là sai lắm, đánh với tôi mà không xài khí định là ông sai, sai lầm.
Cảm ơn. Bạn làm điều đó nó quá tốt. Mình đang cần cái điều đó xảy ra đó. Tính để từ từ nữa. Nhưng mà bây giờ mấy ông này mạnh quá mấy. Mình không build cách này là mình không đường nào mình quýnh lại mấy ông này cả. Đây nè, to trong. Mà ổng mà thằng biến lên á, ổng đấm tôi phát thì cũng vậy đó anh em ơi. Cho nên quýnh với kèo của ông này á, là bây giờ mình vẫn chưa đủ sức. Bây giờ ông thằng biến ông đấm lại mình cái cũng đi à. Giờ là ông này lực, ông nhà ông này lực thiệt 3 tỷ chất lượng. 3 tỷ mà khá là chất lượng, với lại ông xài cái đồng chặt đó nè. Xài cái đồng chặt đó, mình không có xài Tào Tháo. Thành ra là mình không có xài cẩm nang Tào Tháo cho nên thành ra mình lỗ với pha lắm. Nhưng mà không sao. Rồi thằng gió quạt mà chết con men mình luôn là anh em hiểu rồi chứ. Thằng gió không có mà quạt cả đó đó. Chết con men đôn luôn á. Kinh dị. Lực không ông này lực không? Đúng là đối thủ của mình. Chơi với mình có ông này thôi, ông này lực giả men. Công ông 30 triệu đó. Chiến hơn tỷ mấy. Thủ lên tới 5 triệu mấy luôn hay ta. Ừ đúng rồi 5 triệu mấy luôn. Đồ thì 3 set củ tiêu. Thằng binh thì cộng 100. Đó, bảo vật bằng cách nào đó không nạp mấy cái gói đó làm như full hết rồi gì. Pháp của ổng thì mở qua trời chiến pháp. Thú của ổng thì thôi khỏi chê luôn, full hết. Con thú nào mà chơi được là hết luôn. Full 5 sao điều hết chưa. Mình còn chừa lại ngoa tiên rồi các kiểu. Chơi ngoa tiên 5 luôn. Để chân bá rồi mình sẽ quýnh một kẹo cuối cùng như này đẹp nha. Nhưng mà đối với mình là bây giờ hiện tại là mình thấy em mình lật lắm rồi đó. Hơn 1 tỷ, thu 1 tỷ mấy lượt chiến và đấm tao mà cỡ đó là em thấy nó lực cỡ nào nè. Con này 3 tỷ 3 luôn nè. Hơn khủng khiếp nữa. Hơn 1 tỷ 6. Coi như là gấp đôi lực chiến rồi đó nè. Kèo này là kèo gấp đôi lực chiến nha. Tại mấy hôm này gần như là full bà nó sổ quá sao á. Mạnh quá nồi rồi. Ra là Tào Tháo phải bút 2 cái. Bút 2 cái xong rồi chết là đẹp. Nhưng mà ông này cũng quá mạnh đó. 2 cái là điểm không thể. Rồi không sao, không cần bút 2 cái luôn. Bút 3 cái luôn rồi. Sao mà đỡ cho nổi. Đó đó mấy ông thấy không, đấm một phát máu cũng ra gì và này nọ đó chứ. Cái làm vỡ mồm liền chứ đó mà. Top, top nè, top nè. Ê! Chết luôn bây giờ, đừng. Ê bậy. Cái này ông thằng kiến. Chưa chết ngon. Nhưng không sao. Chi thân tôi bị điên à. Chứ thân tôi bị điên nó quýnh hoài luôn. Làm gì tôi, không tính làm gì tôi. Gấu đôi lực chiến quýnh cực thiệt sự. Đúng cực luôn. Ông này quá trời sổ luôn rồi anh em. Máu ổng gần 200 triệu máu rồi. 194 triệu máu rồi. Ông kia. Chị thân khá là chất lượng. Tiền đồng thù các kiểu con đã điểu luôn. Thì bây giờ là anh em thấy cái sự thay đổi chỉ một con tướng thôi và thay đổi cục diện hoàn toàn. Bây giờ là mình chỉ còn tập trung như thầy biến hình thôi. Chợt nhận ra là bây giờ chỉ còn làm đúng một chuyện duy nhất là thầy biến hình thôi. Em mình có 133 triệu thôi là ổng tới 200 triệu máu thì em suy nghĩ đơn giản chỉ có thể biến hình thôi. Thì ổng full ba nữa hết rồi. Đây bên này
này full cái xong xuống thục cái xong xuống này full xuống này nó full 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 luôn. Mà máu á, mỗi một nước chỉ có một cái thể biến hình là bên máu thôi, và ông đã đi hết full 4 nước rồi, mình đâu ra dư mà cái máu anh em Tào Tháo máu nè, Tháo công chứ lộn, cái méo ta. À Tào Tháo là máu nè. Rồi hình như là bên này là gia cái máu. Cái này hình như mình cầm là cũng sách là máu nè. Rồi qua bên này như Tào Từ là máu này. Đó. Chỉ có bốn cái nước đó là máu thôi. Còn cái này là công. Cái này là bút thương, cái này là bút sát thương. Đây là giảm sát thương và giảm sát thương. Đó, và hai cái sổ giữa này đa số là toàn bút sát thương và hai này là thương. Còn bên này cái sổ máu một sổ công. Đó là mình đã chọn một cái bút sát thương rồi đó. Nhưng mà không không thấm thía không ăn thua. Cho nên đến tới mình ký kiếp vàng và mình cấp thẻ biến hình thôi nè. Chứ bên này server này quá khủng khiếp. Mấy ông mạnh quá. Nhưng mà mấy ông 3 tỷ gặp tôi bây giờ lo gung. Mấy ông 3 tỷ giờ lo gung. Bây giờ bữa mấy ông xây qua Tào Tháo tôi mới thua thôi. Thiệt nữa, ông xây qua Tào Tháo tôi mới thua thôi. Còn mấy ông để nguyên cái vị trí cũ như Điêu Xuồng hay là Tôn Tử Ngư gặp tôi ra đi ra đấu phe lơ mơ lạc kèo, bị tôi lạc kèo hết. Rồi thì video hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye.